quay trở lại với Fafu Vlog và mình là Hi Vi Nguyễn. Để tiếp tục cho review phim thì hôm nay mình vừa đi ra mắt phim hả của Wonder Woman 1984, Nữ Thần Chiến Binh. Và bây giờ thì mời mọi người xem sơ qua quang cảnh của Nữ Thần Chiến Binh là ở đó thì mọi người đã có những cái hoạt động sôi nổi như thế nào ha. Mắt Wonder Woman 1984 thì mọi người có cosplay một số các nhân vật như là Batman, Harley Quinn, Joker và Robin, cả Wonder Woman nữa. Mình có quay lại cho mọi người xem. Đây là cái hình ảnh mà mình thích nhất, là nguyên cái tượng Wonder Woman, chỉ là đông quá mình không có kịp chụp hình á. Mình vào rạp sớm nên là chụp hình vé cho mọi người xem cũng như là poster của Wonder Woman. Rạp này thì mình ngồi khá là trên cao, được một phần mất nước, ăn cho mập chết luôn. Ok, không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay về phần review phim. Và phần review phim của mình nó sẽ không giống như tất cả những cái phần review mà mọi người thường xem, đó là nói về nội dung, nói về đào sâu quá nhiều về kỹ thuật, đào sâu quá nhiều về cách diễn xuất đồ này nọ. Thì mình chỉ nói những đặc điểm nổi bật nhất mà mình cảm nhận được như là một người xem bình thường khi xem bộ phim này thôi. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn công tâm cho bộ phim này trước khi mà ra rạp ha. Đầu tiên á, phải nói trước khi xem Wonder Woman thì mình ban đầu mình rất là thích cái hình tượng của Wonder Woman, tại vì đây là một trong những cái nữ chiến binh nổi bật và xinh đẹp nhất của nhà DC á mọi người. Nhưng mà mình thích là thích hình tượng, nhưng mà mình lại trái ngược lại là mình không có thích tính cách của cô này lắm. Mình thích Harley Quinn hơn, tại vì nó kiểu như nó, mình thích kiểu có cái gì đó nó hơi bad bad đó mọi người. Mình không thích những người mà trông nó hơi nữ thần quá. Nói chung là hồi xưa cách đây vài năm thì mình là như vậy. Nhưng mà hôm nay thì mình nhận được một cái lời mời. Mình đó là nhân đây thì mình cũng muốn cảm ơn, đó là Jay Film Group đã tặng cho mình một tấm vé. Và mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn admin đã tặng cho mình một tấm vé để đi ra mắt phim Wonder Woman 1984 ngày hôm nay ha. Mọi người có thể tham gia nếu như yêu thích phim điện ảnh, và tất cả những bộ phim mà bạn yêu thích có thể tham gia ở bên dưới đây. Mình sẽ để link của Jay Film bên dưới, mọi người có thể join group và tham gia ha. Và mình không thật sự thích cái tính cách của bạn Wonder Woman lắm, tại vì mình thấy cái cô này quá ư là thánh thiện á mọi người. Nên là phần 1 thật sự là mình có xem rồi, nhưng mà mình không có nhớ luôn cái cả cốt truyện luôn á mọi người. Nên là cái phần 2 này á, thì khi mà mình nhận được vé thì ban đầu mình cũng hơi do dự, tại vì mình không có quá nhiều ấn tượng ở phần 1, nhưng mình không biết là phần 2 thì ngoài cái việc là cô này quá đẹp, quá xuất, gọi là quá hợp vai á, thì không biết là có cái gì để xem nữa hay không. Nhưng mà khi mà mình đi xem xong thì hôm nay mình rất là wow, thậm chí mình có rớt nước mắt nữa. Hai ngày liên tiếp mình xem Chuyến Tàu Vô Tận J3 và mình xem Thanh Gươm Diệt Quỷ Chuyến Tàu Vô Tận, và hôm nay là Wonder Woman Nữ Thần Chiến Binh 1984 đúng rồi. Thì nó làm cho mình rất là hạnh phúc, tại vì nó chung một thông điệp. Và mình muốn nói cái điều này ngay, tại vì mình sợ là cảm xúc của mình nó sẽ bị trôi qua. Có nghĩa là mình không biết lúc đó ở trong rạp thì có ai khóc giống mình không, nhưng mà riêng mình thì mình chảy nước mắt rất là nhiều. Tại vì hiện tại thì mình đang bản thân cuộc sống của mình đang trải qua một cái giai đoạn, đó là mình cần phải thức tỉnh, mình cần phải chấp nhận và mình cần phải buông bỏ một số những điều nó không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại dành cho mình nữa. Và cái điều đó nó làm cho mình rất là buồn, và mình rất là khó buông với mọi người. Thì để ứng với cái hình ảnh này á, đối với bản thân của mình á, thì ở giây 3 review lần hôm qua thì mình có cái đại cảnh, đó là giây 3 ước trong cái giấc mơ của cậu ấy, cậu ấy được gặp lại gia đình, nhưng mà thật sự thì gia đình cậu ấy đã mất rồi và mình không thể nào sống trong hiện tại mà lừa dối chính bản thân mình được. Cái thông điệp đó hôm nay mình lại tiếp tục nhận được ở trong cái Wonder Woman này, đó là
Mình sẽ nói trước là tất cả các review của mình nó sẽ hơi có spoil nhẹ, tại vì mình nói về cảm xúc thì đương nhiên mình khi mình diễn tả cảm xúc thì mình phải nói một chút về cái tình tiết nào trong phim làm cho mình có cái feeling đó. Thì cái tình tiết đó đó chính là tình tiết mà Wonder Woman cũng phải lựa chọn giữa việc là cứu thế giới và ở bên cạnh người mình yêu. Và đó là một cái lựa chọn rất đau đớn mọi người ạ. Có thể bạn biết không, trong cái cuộc sống á, có thể là ở một cái khoảnh khắc nào đó bạn yêu cái người đó hết lòng, bạn yêu gia đình của bạn hết lòng, nhưng mà thật sự tới một lúc nào đó thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải chia tay họ. Về không gian, về vật chất, về địa lý, về cái chết, về tất cả mọi thứ, tới một lúc nào đó chúng ta phải thừa nhận là chúng ta sẽ phải tách nhau ra. Và đương nhiên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một cái chiều không gian khác. Nhưng mà thời điểm hiện tại á, ở cái thể 3D, thể thức 3D này thì chúng ta phải tách nhau ra. Đặc biệt là về những cái mối quan hệ nó có cái sự chia ly về vật lý, có nghĩa là cái chết. Thì cái phân đoạn nó làm cho mình cảm động đó mọi người. Có nghĩa là nó chỉ là một phân đoạn nhỏ thôi, nhưng mà nó hình như là mình có thấy cả trailer luôn hay sao ý. Mình có nhớ như vậy, tại vì cái tình yêu giữa Steve và Diana trong phim nó thắp sáng lên rất là nhiều cho các cô gái là sẽ kiếm được Suroth. Và mình nghĩ là sẽ kiếm được thôi, nếu như bạn có niềm tin ha, nếu như bạn có cái hy vọng. Và hy vọng chứ đừng ước nha, đừng ước, đừng kỳ vọng. Hy vọng chứ đừng kỳ vọng. Cái phân đoạn tới bây giờ về tới nhà mình vẫn còn rất hồi hộp để mà mình review lại cho mọi người, đó là cái phân đoạn khi mà hạnh phúc gặp nhau, gặp lại Steve hạnh phúc như thế nào, và sau đó khi mà phải chia ly á. Thì cái anh này á, là người đã nói là anh cuộc sống, cái câu hỏi rất 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 là chất luôn. So với giai ba thì sorry nhưng mình không nói là giai ba dở, nhưng mà so với giai ba thì cái câu hỏi ở đây rất đơn giản và rất chất. Và đối với mình nó rất dễ hiểu. Đó là Steve nói là đại loại thôi nha, nó không phải là chính xác những gì 100% đâu, tại vì mình vừa xem mà. Thì cuộc sống của anh vốn đã tuyệt vời rồi, và em đến để làm cho nó tuyệt vời hơn, và vốn anh đã không còn ở đây nữa. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là không phải tại vì có một người nào đó bước vào cuộc đời của bạn thì mới làm cho cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn, và không phải là bởi vì những cái điều quá tuyệt vời mà bạn níu kéo cái sự giả dối ở lại cuộc sống của bạn. Cái sự thật nó luôn là cái sự cần được nhìn nhận và hiện diện, và nó là cái sự đẹp đẽ nhất. Tại vì nếu không có sự thật, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được hết, bạn sẽ không bao giờ biết được thế giới này đẹp như thế nào. Và nếu như không có tan vỡ, trái tim bạn không có tan vỡ, thì bạn sẽ không bao giờ biết yêu đời là gì. Thì cái phân đoạn này là cái phân đoạn khi mà anh nói xong thì cô ấy rút lại cái lời ước, cái cầu nguyện, cái điều ước của cô ấy, và say goodbye cái tình yêu của mình á. Và khi mà quay đi á thì khóc, đương nhiên khóc chứ. Một cái tình yêu rất là hế kỷ, bạn có biết không, có rất là nhiều linh hồn của chúng ta là một cái linh hồn á, nó sẽ trải qua rất là nhiều kiếp. Nhưng mà Diana trong phim này đó, nó là một người không có chết mọi người. Nó là một vị thần không chết và trải qua rất là nhiều kiếp người. Nhưng mà mọi người có biết được cái việc là không thể rung động được cái bất cứ một cái người nào. Và khi mà gặp được cái người làm cho mình rung động, gặp lại họ rồi trong tích tắc lại phải chia tay á, thì cái cảm giác đó đối với mình nghĩ nó khá là kinh khủng. Nó là kinh khủng của mọi người, nó không có một cái từ nào có thể diễn tả được hết. Và có một cái câu nữa của cái anh này mà chắc là mọi người đã nghe chán rồi, nhưng không hiểu sao tại sao lúc này mình nghe ở cái thông điệp này, ở cái bộ phim này, thì mình cảm thấy câu đó thật sự rất là truyền cảm hứng cho mình. Đó là câu anh luôn ở đây với em, và thế giới cần em hơn, thế giới này cần em, và hãy làm cho nó tốt đẹp hơn. Đi đi, go, đi đi Diana. Thì mình cảm thấy cái tình yêu giữa hai người này á, nó không hẳn dừng ở việc là tình yêu nam nữ. Nó là một cái tình yêu giữa người và người. Có nghĩa là em và anh yêu nhau, hay là em yêu thế giới này, thực chất nó không có gì khác biệt.
anh và thế giới này là một, và chúng ta luôn bên nhau, anh luôn ở bên cạnh em. Và đó cũng là một trong những cái động lực làm cho Wonder Woman có thể bay lên được ở cái tập này. Và mình đã từng đọc một cái giống như là những cái siêu năng lực của các siêu nhân á, thì mình thấy là Wonder Woman ở một cái tập nào đó cô ấy bắt đầu sẽ có thể bay ra được như Superman. Đó là lý do tại sao mà cô ấy là một trong những cái vị anh hùng mạnh nhất của nhà DC, có nghĩa là hội tụ đầy đủ tất cả các tính năng chiến đấu mà siêu năng lực siêu năng lực chiến đấu. Thì cái và mình cảm thấy cái sự gặp gỡ lại đối với người yêu cũ nó là một cái sự hội ngộ để chữa lành cái vết thương sâu ở trong lòng của cô ấy. Cái vết thương mà qua rất là nhiều kiếp rồi cô ấy vẫn không thể nào quên được cái người này, và vẫn thậm chí là khép trái tim mình lại luôn, không mở lòng ra với ai hết. Và đó là một cái điều sai trái nha mọi người. Thì đổi lại là khi mà hai người này gặp lại nhau á, thì họ anh này là pilot, là lái máy bay, lái máy bay, thì hai người đi chung trên cái máy bay thì anh này mới nói là em chỉ cần cảm nhận nó thôi, chỉ cần cảm nhận là mọi thứ mây trời và không khí và em sẽ bay được. Thì sau khi chia tay với người này, cô ấy khóc và cô ấy đi cứu thế giới, bay lên trời và cô ấy học được cách bay. Thì cái người này á, nó là với mình nó là một cái hình ảnh rất là đẹp mọi người, nó là một cái hình ảnh ẩn dụ cho việc là chữa lành quá khứ rồi á, thì mình sẽ nâng lên một cái tầng mới, mình sẽ level up lên một cái tầng mới, và chỉ có tình yêu mới giúp bạn nhận ra được bản thân của bạn. Đó là cái điều mà làm cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Và cái điều thứ hai, lại tiếp tục spawn nhá, đó là cái khúc mà cô ấy giết, gọi là không ở cái xuyên hùng mà rất là hay mọi người, có nghĩa là không có chém giết mọi người ơi, nói chung là đã stop cái vụ chém giết lại rồi, và nó rất là nhân văn. Một cái bộ phim xuyên hùng mà cực kỳ nhân văn luôn mọi người, nói chung là mình khá là bất ngờ về cái điều này ấy. Đó là cô ấy thông qua một người để mà truyền cái thông điệp của cô ấy, đó là tại sao mọi người lại không muốn nhìn nhận sự thật, tại sao mọi người lại muốn lấp liếm đi thế giới này bằng những cái điều ước dối trá, và chỉ có sự thật thì mới mang chúng ta đến gần nhau hơn. Mình sẽ không nhớ chính xác nha mọi người, mình chỉ nhớ cái thông điệp thôi, và chỉ có sự thật thì mới làm cho thế giới này tươi đẹp hơn. Chúng ta đều có rất là nhiều nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi, không nhìn nhận, sợ một mình, sợ rất nhiều nỗi sợ. Nhưng mà tại sao chúng ta phải sợ? Chúng ta là chúng ta, và chúng ta chỉ đẹp nhất chúng ta, tỏa sáng nhất khi chúng ta là chính chúng ta. Và những cái sự giả dối này không ai có thể giúp đỡ được ngoài chính bản thân chúng ta. Điều đó rất là một cái thông điệp của vũ trụ rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mình không ngờ là ở một cái bộ phim chuyên về hành động như vậy nó lại có một cái thông điệp quá đẹp như vậy. Mình nghĩ có thể là rất là nhiều những cái bạn fan hâm mộ mà dạng hành động á, xem cái phim này kiểu khúc cuối sẽ bị hận á, tại vì thấy là kiểu ủa sao đánh nhau đâu mà thay đánh được có chút xíu xong cái vô cái giảng đạo cái hết trơn. Nhưng mà thật sự mọi người biết không, cái đối với mình nó là một cái việc rất là đẹp, cảm hóa được, mình có thể gọi là cảm hóa được một cái con người, một cái ý thức của con người, giảm bớt cái lòng thù hận, cái tôi của con người xuống. Đó là một cái điều không hề dễ dàng đâu mọi người, không hề dễ dàng. Nhưng mà trong cái phim này á, thì Diana đã làm được. Là đây là cái điểm sáng giá nhất của cái bộ phim này mà mình phải nói ngay từ lúc bắt đầu review. Và tiếp theo là những cái điểm sáng giá nhỏ nhỏ khác. Đó là ban đầu mình không thích cái cô này, nhưng mà sau này mình thích. Tại vì mình thấy là mình nhìn cái cô gái này á, nó có một cái sự trầm tĩnh, nó có một cái sự sexy quyến rũ, nhưng mà không phải là bởi vì cô ấy cố gắng như vậy, không phải tại vì cô ấy cố gắng tỏ ra là cô ấy như vậy, và nó là cái khí chất toát lên từ trong người của cô gái này. Và điều đó làm cho mình nhận ra là khác với lại Barbara là một trong những cái kẻ thù người báo, truyền kiếp của Wonder Woman, bắt đầu
xuất hiện. Ban đầu mình xem á, hai bạn này giống như là một cặp thích hợp với mọi người, nói chung là rất là support nhau, rất là yêu thương nhau, nhưng mà khúc cuối tại vì cái phụ nữ nó luôn có sự ganh tị và Barbara đã chọn cái tôi thay vì chọn tình yêu, chọn thay vì chọn ánh sáng và tình yêu thì đã chọn cái tôi, chọn nỗi sợ. Và Wonder Woman đẹp, mà cái nét đẹp này nó không phải đẹp dạng như là cái hình thể bên ngoài, mà nó đẹp từ trong tâm hồn đi ra. Và cô ấy mặc cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đẹp. Và nó, mọi người sẽ thấy nó khác, cái thần thái nó khác hẳn với lại Barbara. Không phải tại vì Barbara không có xinh gái bằng Wonder Woman, mà cái cô này á, cái cổ đẹp theo kiểu đúng là của cái dạng bây giờ là dạng thực dụng á mọi người, kiểu là phải mông má đồ này nọ, nói chung là phải làm cho mình trở nên hợp thời. Ok, hợp thời. Còn Wonder Woman á, đây là bộ phim năm 1984, mà mọi người nhìn cái phong cách mặc đồ, mặc dù nó không có bị gọi là nó quá màu sắc giống như cái thời trang lố lăng của thập niên này, nhưng mà mọi người vẫn nhìn ra được là cô ấy không có cần phải chạy theo bất cứ một cái thời thế nào để trở nên xinh đẹp, tại vì cô ấy biết là bản thân cô ấy luôn lựa chọn những cái gì phù hợp với cô ấy nhất, đó là lúc cô ấy tỏa sáng nhất. Và một cái tình tiết khá là thú vị là mình yêu cô gái này, mình yêu thích cái tính cách của cô gái này, tại vì cái sự thăng trầm của Diana nó không phải là tại vì cái tính của cô ấy thăng trầm. Nếu như mọi người xem cái khúc đầu và những cái khúc sau nữa, khi mà lúc mà cô ấy còn trẻ mọi người, thì cô ấy khá là háu thắng, chứ cô ấy cũng không phải được đầm như bây giờ đâu. Thậm chí là thi một cái cuộc thi gì đó ở cái Amazon của cô ấy còn kiểu như là không được thắng, tại vì bị xử là dạng như là cheating á, có nghĩa là gian lận. Và có được cái sự trầm tĩnh được như ngày hôm nay á, cô gái này đã phải trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống để có được như ngày hôm nay. Và cái điều đó là một cái điều này rất là đáng trân quý mọi người. Có nghĩa là khi mà càng lớn, người ta có câu là người già càng ít nói, không phải tại vì họ không có năng lượng đâu mọi người, mà tại vì họ cảm được cái cuộc sống này nhiều. Họ thôi những cái việc làm muốn người khác như thế này, muốn sự kiện này như thế này, muốn cái này muốn cái kia, muốn mọi thứ theo ý mình. Họ buông bớt cái điều đó ra và họ luôn cảm thấy đầy đủ trong cái cuộc sống, trong cái suy nghĩ và trong cái trái tim của họ, thì họ đẹp một cách tự nhiên mọi người. Họ đẹp một cách gọi là tỏa sáng, một cách gọi là vô điều kiện. Thì cái vẻ đẹp của Wonder Woman á, hôm nay mình nhìn kỹ lại á, đó là cái vẻ đẹp từ tâm hồn. Và mình cảm thấy cái cô gái này hung hút bởi vì cái tính cách của cô ấy và cái cách cô ấy thổi cái hồn vào cái nhân vật Diana, làm cho cái nhân vật đó, nó được thực sự là nó đang sống. Mặc dù là không có diễn quá nhiều, nhưng mà bởi vì cái khí chất của cô ấy tác ra, nó làm cho cái nhân vật này thực sự rất là đẹp. Và mình thật sự rất là yêu cô gái này. Và mình cảm thấy là bên cạnh cái sự yêu và cái tâm hồn á, thì cái thời trang trong bộ phim này á, mình cái phim trước là mình đã thấy đã thời trang rồi, nhưng mà nó có vẻ như nó hơi, tại vì cái phần 1 thì đương nhiên là mới ra mắt thì nhìn nó sẽ kiểu hơi show up một chút, nhưng mà ở cái phần này có thể là sau khi mà mất đi cái anh người yêu rồi thì cái cô này có cái gu thời trang nó đầm hơn, nó không có cần hơi gọi là nó không còn quá, nó vẫn đẹp, nhưng mà nó có cái gì đó nó dịu dàng. Ok, nó có cái gì đó dịu dàng hơn. Và nhất là những cái người, đây là một cái bộ phim hành động rất là thú vị, tại vì phim hành động mà có yếu tố thời trang rất là cao, đặc biệt là cái nhân vật nữ chính đó, tất cả những bộ cô ấy mặc đều rất đẹp. Và nếu như đó là, nếu mà các bạn nào mà kiểu như là muốn theo cái phong cách gọi là theo cái cơ thể của mình thích cái gì mặc cái đó, miễn mình mặc đẹp là được, và theo phong cách gọi là sexy thanh lịch á, thì có thể học theo cách mặc. Đặc biệt là mình sẽ để hình bên này là cái bộ mà màu trắng xẻ cái tà lên, và cái bộ là bộ cực kỳ đẹp luôn, mà mình cũng muốn sở hữu cái bộ luôn á mọi người. Nhưng mà cái bộ này thì không có chống chỉ định, nhìn cho những bạn mà chân ngắn nha mọi người, hoặc là chiều cao khiêm tốn nha, tại vì sẽ làm cho bạn nhỏ con hơn ý. Và cái điểm thú vị hơn nữa đó là qua rất là nhiều cái nhân vật phụ và những nhân vật quần chúng, mọi người sẽ thấy được một cái bức tranh toàn cảnh của thập niên 90 80 90, đó là khi mà nó đang ở cái những cái thời điểm là
mặc đồ rất là màu sắc. Mặc đồ màu sắc nhất có nghĩa là có thể là bạn Barbara, cô Barbara có nghĩa là cô báo đen. Cô con báo chứ, báo đen đâu. Sorry, sai quá. Tất cả những trang phục của cô ấy thì mình sẽ search, mình để bên này ha. Cái bộ đầu tiên đó là cái bộ gọi là signature của cái thập niên đó, là cái áo sẽ xẻ hở vai, xong rồi ở trên nó rộng thì là rộng, xong ở dưới nó sẽ bó body mình ở dưới, và cái phần eo và mông của mình nó sẽ show up rất là nhiều, và sẽ mặc với lại những cái quần legging đủ màu, là một cái xu hướng hồi đó ha, mọi người hay mặc, có nghĩa là áo oversize mọi người, bắt đầu từ đó lúc đó ha. Và thời trang nam á, thì mọi người xem hồi xưa mặc cái gì, hồi đó là cách đây gần bao nhiêu năm trời đó, năm 1984 á, mặc cái gì á, thì mọi người chỉ cần nhìn qua cái nhân vật Steve, mình sẽ để ở đây luôn ha. Steve á thì anh ấy mất mà, xong rồi tỉnh lại thì đâu biết mặc gì đâu, thì giờ phải mặc đồ cho hợp thời, thì tất cả những trang phục mà anh này mặc nó đều mang cái hơi thở của thập niên hồi đó rất là sâu sắc luôn mọi người, đặc biệt là hồi xưa mọi người. Thời này á, là nam mặc đồ kiểu sáng màu mọi người, tại vì thần gần như là cái thời này á là cái thời hưng thịnh của thế giới sau những cái đổ vỡ của chiến tranh, và thời này là thời đã gầy dựng được mà sau cái chiến tranh thế giới rồi, và bắt đầu hòa bình rồi, và bắt đầu trông cậy vào các nền kinh tế, và đây là lúc mà kinh tế của Mỹ nó đang gọi là mạnh nhất, nên là cái thời trang của bắt đầu từ đây á, nó khá là màu sắc, nó thể hiện cái sự hưng thịnh trong cái kinh tế mọi người. Thì nữ á, mặc đồ màu sắc, thì nam á, thì có cái sự nhã nhặn hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó mọi người sẽ thấy được một cái xu hướng mà hồi đó rất là chuộng, đó là punk rock. Có nghĩa là có những cái phân đoạn lúc mà Diana và Stevie dạo á, thì sẽ thấy một cái team đầu dựng, mình sẽ để hình ở đây nha, đây là hình sệt nha, tại vì mình nghĩ là mình qua vai quần chúng thì chắc không có sệt ra được đâu, nhưng mình sẽ để hình ở đây, có nghĩa đầu dựng đó mọi người. Và mặc áo da hầm hố, rồi đeo từ sơ móng tay, rồi từ lưu tài le hết, là cái đó là một trong những cái xu hướng gọi là punk rock, bắt đầu phong trào rock nó có ảnh hưởng trong giới thời trang cũng bắt đầu từ đây nha mọi người. Thật ra là phong trào rock nó đã bắt đầu từ năm 1970s rồi, nhưng mà thật sự là 70s thì cái gu của nó nhẹ nhàng hơn, và bắt đầu nó có sự gai góc đinh tán bắt đầu từ thập niên này nha mọi người. Ok, nó là một cái bức tranh thời trang rất là thú vị và toàn cảnh. Bên cạnh đó thì bộ phim này nó mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn. Nếu mà mọi người có thể nhìn được tất cả các nhân vật tham gia cái bộ phim này, nó đều có một cái, nó đều nói là một cái phần nỗi sợ của con người ở thời hiện đại. Sợ gì nè? Barbara sợ gì? Sợ xấu, sợ không tự tin, sợ tất cả những thứ mà Diana có và cô ấy không có. Có nghĩa là sợ xấu, sợ không tự tin, sợ bị bỏ rơi, sợ bị đối xử tệ, sợ bị coi thường. Có nghĩa là không có kiếm được cái sự tự tin trong cuộc sống, tại vì cô ấy đánh mất bản thân mình, không có kiếm được bản thân mình, cho nên là lúc nào cũng sợ hết. Cái điều thứ hai là sợ gì? Diana sợ quá khứ, sợ không khép lại được quá khứ. Và khi mà không khép lại được quá khứ, mình nhớ có một câu mà Diana nói rất là hay, có nghĩa là khi mà Diana và Barbara đánh nhau á, thì có một cái câu cô ấy nói, câu đầu mà là gì mình quên, mình đọc chưa kịp, nhưng mà câu sau á là mình nhớ, là chúng ta đã bỏ quên ở hiện tại rất nhiều, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian. Có nghĩa là gì? Khi mà bạn chỉ nhìn về quá khứ, bạn chỉ nhìn về những cái điều sợ hãi, bạn chỉ nhìn về những cái điều tiêu cực đã từng xảy ra với cuộc đời bạn, hiện tại bạn mất trắng, bạn không có gì hết. Và nếu mà hiện tại của bạn á, nó không có gì hết, thì bạn chắc chắn là cái gì? Là không có tương lai. Đó là cái câu rất là sâu xa của Diana nói chuyện với Barbara. Và cái nỗi sợ của Diana là sợ quá khứ ha, Barbara là sợ nhan sắc, sợ tuổi trẻ, sợ quyền lực. Một người nữa, đó là cái nhân vật, tự nhiên tên gì, để từ để mình nhớ tên, cái gì Max á, mình quên mất tiêu rồi, cái nhân vật phản diện cao cấp á. Cái người này sợ gì? Cái người này sợ thất bại, sợ không công nhận. Và đó là tất cả những cái nỗi sợ mà trong bộ phim này mà mình thấy. Thì mình cảm thấy nó rất là thi vị mọi người, tại vì nó sợ, nhưng những cái nỗi sợ này á, mọi người nhìn nó như vậy, nhưng mà thật sự nó là một cái nỗi sợ rất là đơn giản của con người, và tất cả mọi người gần như ai cũng mắc phải hết á. Và mình cảm thấy là
cái thông điệp của cái phim này cho đến cuối cùng á, khi mà nó truyền đi, có nghĩa là bạn sẽ luôn kiếm được con đường tốt nhất, con đường đúng đắn nhất khi bạn không còn nỗi sợ. Ví dụ nhé, tại sao Barbara lại cảm thấy ghen tị với lại Diana? Tại vì Diana không có nỗi sợ nha mọi người, không có nỗi sợ. Đương nhiên là mình không thể nào mình nói là mình cái cô đó là thần còn mình là người thì đương nhiên mình phải có nỗi sợ, nhưng mà no, khi mà mọi người không có nỗi sợ thì mọi người là lúc đó thì đối với phụ nữ và đàn ông luôn, lúc đó chúng ta là người đẹp nhất. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình không có nỗi sợ, trái tim của chúng ta nó sẽ không có bị bao quanh bởi một cái bóng ma, gọi là bóng ma quá khứ. Và không có nỗi sợ thì chúng ta sẽ luôn tự tin. Tại vì đâu có gì đâu mà sợ mọi người. Và mà mọi người nên nhớ, khi mà mọi người đến với cái thế giới này á, mọi người là con số không, đúng không? Khi chúng ta còn bé, chúng ta đâu có gì trong tay đâu. Đúng không? Tiền tài, danh vọng, vật chất, tất cả mọi thứ nó đều là từ bố mẹ đi ra hết, và chúng ta là con số 0. Và khi mà chúng ta mất đi, chúng ta vẫn là số 0, nên chúng ta đâu có gì phải mất đâu mà sợ mọi người ạ. Đúng không nhở? Thì cái nỗi sợ của Barbara là gì? Là vậy. Thì khi mà chúng ta không còn nỗi sợ nữa, chúng ta sẽ đẹp, ok? Và khi mà chúng ta không còn nỗi sợ nữa, chúng ta sẽ có sự tự tin và không sợ mọi cái khó khăn đến với chúng ta. Đó là cái nỗi sợ của bạn nhân vật phản diện chính. Và khi chúng ta không còn nỗi sợ nữa, chúng ta sẽ khép lại, chúng ta có thể, đây là một cái điều rất khó luôn, tại vì cái tình yêu thương á, nó đôi khi nó bị lầm lạc á mọi người, có nghĩa là bản thân nhân vật chính của chúng ta trong cái bộ phim này vẫn bị lầm lạc, là vẫn bị lầm lạc, đó là đánh mất cái hiện tại của mình. Cái nỗi sợ của Dana đó chính là gì? Đó chính là sống ở quá khứ và không có hiện tại, và đánh mất cái hiện tại. Và khi mất hiện tại, bạn mất gì? Bạn mất chính bản thân bạn, bạn mất cái sự tự tin của bạn. Thì nó khá là nhân văn. Và cái kết của cái phim này là một trong những cái phim siêu anh hùng mình xem á, là không có người chết nè mọi người, không có giam cầm nhau, không có, nói chung là không có những cái phe dark side thực sự mọi người, nó gần như không có nhân vật phản diện quá nổi bật. Và nó làm cho mình khá là thấy là vui á, thú vị. Và một cái điều nữa mà mình thấy là cái bộ phim này á, nó là phim hành động, mà mình thấy nó, cái yếu tố hành động của nó, tất cả mọi thứ nó giống như là nó nghiêng về tinh thần nhiều hơn là nghiêng về cái yếu tố hành động bên ngoài nhiều. Thậm chí là đôi lúc mình thấy Wonder Woman trong phim này mình thấy nó hơi yếu hơn so với trong những cái bộ phim khác, như là Liên Minh Công Lý hay là cái bộ phim đầu tiên của cô ấy, mình có cảm giác cái yếu hơn. Tại vì cái phim này, cái tập phim này á, là nó, mình có cảm giác nó đánh về cái tinh thần nhiều hơn. Thì mình nghĩ là đối với những bạn á, mà thích về hành động kiểu bằng chéo các kiểu, làm nhiều thứ á, thì mình nghĩ có thể là xem sẽ bị hẫng. Nhưng mà mình nghĩ là đối với những người mà có được cái suy nghĩ này đó, hơi giống như mình, thì sẽ cảm thấy bộ phim là một phim rất là thú vị. Và đó là cái review của phim này. Đối với mình thì mình muốn gửi lần đầu tiên 10 điểm dành cho bộ phim này. Tại vì mình cảm thấy nó quá tuyệt vời. Tại vì cái thông điệp quá đẹp, thật sự quá đẹp. Và hơn hết là con người của chúng ta nó chỉ có thể tốt đẹp hơn khi chúng ta không có nỗi sợ và chỉ có tình yêu, tình thương với nhau. Thì nó sẽ là thứ đẹp nhất, nó sẽ là thứ làm cho bạn tất cả mọi thứ bạn có thể hy vọng. Bạn chỉ cần hy vọng nó sẽ đến với bạn, nhưng mà đừng ước và đừng trốn tránh hiện tại. Thì đây là cái thông điệp cuối cùng mà mình thấy được trong phim. Và mình cảm thấy là mãn nhãn với cái phim này. Và mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã ngồi đây nãy giờ gần 30 phút để ngồi nghe mình review về phim. Và đây sẽ là một cái mảng mới mà mình muốn follow luôn. Tại vì mình muốn nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái góc nhìn của mình về từng bộ phim. Tại vì mình biết là mọi người đã xem rất là nhiều phim này theo kiểu là, ví dụ nhá, phim hành động đánh có hay không, phim tình cảm thì đẹp không, rồi diễn viên diễn tốt không, rồi tất cả những cái yếu tố kỹ thuật khác. Thì trong cái review phim của mình á, nó chỉ đơn giản là những cái thông điệp mình nhận được và mình chia sẻ, và cái cảm xúc của mình sẽ chia sẻ.
thì mình ở đây mình không bài xích bất cứ một điều nào hết, mình chỉ nói bằng những cái cảm xúc mà mình cảm nhận được. Nên là mình hy vọng là cái dạng review phim về kiểu feeling như vậy nó sẽ mang cho mọi người một cái sự mới lạ khi mà mọi người ở cái kênh của mình. Hãy ra rạp để mà xem Wonder Woman 1984, nữ thần chiến binh, để cảm nhận được là một cái sự yêu thương ngọt ngào của vũ trụ dành cho bản thân bạn khi bạn xem. Và nên nhớ là tất cả những thứ mà khi mà bạn phải bắt buộc chia tay á, bởi vì ở phía trước còn những thứ tốt hơn, và bởi vì cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp và cần bạn ở lại nhé. Ok, bây giờ thì mình xin tạm dừng cái video của mình ở đây, cái vlog của mình ở đây. Nhớ là hãy like và subscribe channel của mình, và hãy cho mình biết là mọi người nghĩ gì về cái bộ phim này nếu như đã xem nha. Ok, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những lần vlog review phim sắp tới. Bye.